rồi che cái mặt á, che chỗ vết sưng á, à hai uống hai cái luôn hả, sưng hai bên luôn, đau không, đau không? Cô ở gần cầu nào cô? Sao em không nghĩ là thấy có tiền đi đi đập gạch lại? Không có đâu, đập gạch tới đây là mệt. Giờ có tiền lên là ngưng đập gạch đi. Không ngưng đập gạch thì khỏe bắn lên thì cũng được thời gian. Chứ có tiền đi là ngưng. Chứ có tiền đâu có ngưng đâu, không có buồn hoài. Không có tiền là cứ buồn hoài. Cho nữa. Kính chào quý ông bà, cô bác, quý anh chị. Thì phía bên đường đây là Thủy ở gầm cầu bà con cô bác anh chị. Hôm nay Thủy bịt khẩu trang lại che mắt này. Thì thấy em ri ống kính thì đã bỏ đi âm thầm như thế này. Thủy gầm cầu ơi, anh muốn nói em điều này nè Thủy ơi. Thủy Thủy đang tìm dai dai vậy thôi bà con cô bác chị. Lại quán nước anh nói em cái điều này, chỉ lại anh gặp chỉ lại em rồi. Lại quán nước anh nói chuyện chút là anh gặp chỉ lại em nói chuyện rồi nè. Cầm gì trên tay vậy? Lại quán nước đi, ngồi nói chuyện với anh chút. Qua anh nói chuyện chị lại em, trao đổi chị lại em rồi. Em làm gì vậy Thủy? Anh nghe mẹ em nói là hôm qua em về nhà em tắm đúng không? Vô quán nước ở chuyện anh chút, cái chuyện em thuê nhà trọ cho em nè. Cơm tắt dọn dẹp nhà cửa xong rồi nghe chưa, ăn tăng gia xong rồi đúng không, ngày mai về tới. Hello Trinh Trinh. Chú nói với anh à. Đi Trinh Trinh ăn gì rồi? Ăn gì? Trời, nó ăn sầu riêng luôn. Để cho anh vào đi, đi sông nhà này, cho anh thiệt hả, anh chọc em á, ăn này lấy gì em ăn ra uống nước trước đây nè, anh ngồi trước nè. Rồi đi rồi Trinh Trinh vào nó ăn sầu riêng luôn. Nhiêu tiền? Nay làm có tiền ha, 70-80 ngàn sầu riêng luôn. Ủa phải Thỏ Ngọc bên đường không Trinh? Thỏ Ngọc ở đây kìa. Ê, anh nghe nói mẹ em nói là hôm qua em về nhà em tắm rửa hả? Dạ. Sao không xin mẹ ở lại luôn? Mẹ đuổi đi. Mẹ đuổi đi hả? Sao đuổi đi hả? Anh nghe nói hôm qua hai mẹ con về sao lâu ngày gặp lại không tình thương bướm thơm mà sao tắm xong rồi đi ra đường ngủ hả? Lên anh chạy vô mẹ em nói chuyện nha. Thì mẹ em gọi nói cho anh biết đâu có đuổi em đi đâu. Rồi cái mặt sức vậy, sưng vậy có đau không? Thủy. Cái mặt uốn này uốn bầm cái sưng gò má à. Nè tắm rửa rồi cái mặt nhìn sáng sủa một chút nè. Kể chuyện hôm qua về nhà mẹ em đi anh biết rồi. Tại anh mẹ em gọi cho anh biết mà anh mới biết, anh mới hỏi em nè. Kể thật đi. Là sao tối qua không về không ngủ ngủ chung mẹ hả? Trời chở qua Habayi luôn. Hả? Chở qua Habayi luôn. Nè em lấy cái này em xức vô cái mặt cái nè cho nó đỡ sưng nè. Đấy. Đấy. Lấy miếng này xức vô mặt cái đỡ sưng, xe mặt á. Nè. Đấy, có sức không? Chép bóng tay ra. Đây. Rồi. Che cái mặt á, che chỗ vết sưng á. À hai, uống hai cái luôn hả? Sưng hai bên luôn. Đau không? Đau không? Anh vào cho chai này sức vô luôn nha. Thấy. Không lấy hả? Sao vậy? Chai này sức cay lát nó đỡ sưng nè.
Thì hôm qua sao về nhà mẹ em không ngủ với mẹ em hả? Là mẹ em đuổi đi thiệt à? Hôm qua thì sáng mẹ em mới gọi cho anh, nó thỉ hôm qua về nó tắm rửa rồi nó gây lộn với chị đòi nó đi rồi nó không ngủ lại. Rồi mẹ em đồng ý thuê nhà cho em, nhưng em phải về em nói chuyện đàng hoàng với mẹ cho em. Sao bà giúp em giúp thôi là sẽ bán hả mẹ hoài á vào. Còn chị Lệ của em hôm qua anh nói chị Lệ em rồi. Chị Lệ em nói như thế này nè. Ở dưới bên nội em hiện bây giờ chỉ còn cậu với dì em ở thôi. Đa số lên Sài Gòn hết rồi, ở dưới quê không còn ai, ông bà em mất rồi. Bây giờ chỉ còn một dì với cậu, với mà dì với cậu cũng không có chỗ ở, cái nhà không có lớn, em về ở không có được. Tại xưa giờ em không ở dưới. Rồi chị Lệ á, chị Lệ nói là em về quê, về Chị An không có được. Em đừng đụng vô mắt cái đó cay á. Rồi tại vì chị Lệ em nói như thế này nè, về dưới là cũng không ai cung mang em đâu. Tại vì tự em sửa đổi đi là chị Lệ sẽ em tìm cách là chị sẽ mới giúp đỡ em. Hiện bây giờ chị nói là chị buông em á, tại vì em như vậy là chị giúp đỡ là chị không có kết quả. Chứ tại vì em cũng khó khăn. Em có muốn đọc tin nhắn của chị để em gửi cho anh không? Anh nói thì sẽ đưa cho em đọc để biết. Trinh lại đây uống nước nè em. Lấy cái ghế đó Trinh. Hôm nay sao sĩ có giỏ sách đây vậy? Trinh ơi, sao đi đâu em? Là em cố gắng đi, là mặt mày tỉnh táo lên đi. Rồi chị Lệ em bắt đầu mới nhìn lại, là chị Lệ em nói bây giờ là bỏ xuôi em luôn rồi. Mà anh thấy là bỏ em cũng đúng. Tại vì á, không ai giúp đỡ em đâu. Em như vậy thì không ai giúp đỡ em tự nghĩ đi đúng không? Thì sao để xong rồi không ai giúp đỡ em hết trơn rồi, con em gì chứ hả? Người ta giúp đỡ em rồi chứ không phải không giúp đâu. Mà do em bây giờ em chứ nói gì chứ gì khó hay rồi sao kia. Mà cứ chứ quay người ta rồi chứ hả? Thì sao được. Cái đợi chờ ở nhà dạ, ta đã ta hết về ta rồi. Em tu sửa làm ăn đi người ta mới giúp đỡ em, chứ bây giờ như vậy sao dám giúp đỡ em. Nếu vậy thấy vậy là vậy thì sao? Trinh vào đây uống nước nè em. Ngồi nè Trinh. Trinh kéo gì vô luôn không? Trinh ăn gì chưa? Nè em thấy em Trinh nè, lại đây anh cho thấy cái điển hình em Trinh nè. Nè Trinh, em kể lại cái cuộc đời của em cho em này. Nếu em này hiện bây giờ dướng vào của em đó, mà giờ nó ở dơ quá trời. Em ngồi xuống đây, ngồi xuống chơi. Ngồi chỗ đó để anh quay cho lấy hết hình ảnh. Em Trinh cũng từng đi được. Em từng đi ở trại nào Trinh? Con đi cai hả? Con đi cai ở Phú Nghĩa. Phú Nghĩa với Nhị Xuân. Em cài cái áo vô giùm anh đi, cài vô đó. Em này cũng là lúc trước là cũng làm lỡ cái cài hai lần, bây giờ em về trắng trẻo sạch sẽ. Không dám trắng đâu, con đen xì bữa rồi mặt con như bao công. Em cài vô cái loa cái... Thôi, để kế này anh em ạ. Đó, em thấy như bây giờ như Trinh bây giờ giúp đỡ cho thuê Trinh ra nhà đó. Em hỏi Trinh đi phải không? Bây giờ Em nói tác hại của ma tí cho em này nghe đi. Em này nó ấy. Cái gì ma tí hả? Ma tí chị gì biết mà. Khó ngủ vậy, lâu lâu khó ăn thôi mà. Nếu mình chơi hoài mình ăn được mà. Còn cái ốm mà, ốm mà do mình cũng có tiền nhiều á, mình gầu cái chỗ tiền á. Chứ có gì đâu. Con ăn được, con ngủ được mà. Mà tiền không có, con gầu, con ốm ngay đó. Như em Trinh bây giờ này có người ta giúp đỡ về cho đất cất nhà cái trời xế bên mà em Trinh không về đó.
Trên này bây giờ là Trinh đang ở cái ghép người ta đó Thủy. Mà em bây giờ em sạch sẽ ở được như Trinh đi, tức tình như Trinh sửa giúp thì nó mới giúp đỡ em. Đúng không Trinh? Gì chú? Không giúp cô đi, cô đang khổ chú không giúp. Nó ở với gầm cầu á, muốn đi theo nó không? Gầm cầu nào? Ở đó kìa. Hai chị em nói chuyện đi, hai chị em hôm nay cứ chia sẻ đi. Tại vì hai giữa đứng trước anh á, hai đứa đã gọi là từng có chồng vợ rồi, cứ chia sẻ đi. Ủa, bữa để cho hai chị em thông cảm đi, con này nó bị, nó không ai nói, nó không có điểm dừng. Ở chú là bữa chú gặp cô ở gầm cầu nào? Để em cứ tâm sự với Trinh đi. Cô ở gầm cầu nào cô? Chú giúp cô đi, lúc này cô đang khổ thì giúp đi, cũng như con bữa khổ chú giúp đi, chú còn hẹn cái gì kỳ tới nữa hả? Lần sau nó còn đập gạch sao anh giúp thì chú giúp cô một ít đi, mua quần áo cho tiền một ít gì đó để cô ăn uống rồi. Bây giờ nó như em anh có thể mua quần áo được nè, cô cũng cho tiền ăn uống được nè, nhưng phải bây giờ cho nó đi đập gạch, khuyên bỏ đập gạch đi nè. Chú giúp cô đây rồi cô bỏ. Cô bỏ buồn quá chơi nhiều quá đâu, từ từ cô giúp đi, cô bỏ đỡ lo cái vụ tiền bạc bỏ tươi lên rồi không chơi, chứ không có chơi được bỏ được mà, nó chơi được bỏ được mà, còn có rồi uống gì nữa kìa, đi nhà của con nè. Kêu đi, kêu cho nhà đam để dành uống nha. Chú kêu cho nhà đam để dành uống nha. Mà chú nghe đi gì cơ biết rồi. Trinh nay sầu riêng em mua cho Trinh nè. Họ mua ở bên này á, để mấy chú nha. Chia sẻ đi, cứ hỏi đi, rồi để khi bảo lẫn nhau. Chú giúp cô đi, giúp cô lúc mà cô khổ thì chú giúp đi. Anh bây giờ anh giúp vừa rồi anh cũng giúp cho Thủy thuê nhà rồi. Giúp Thủy mang bầu á. Mang bầu bây giờ Thủy có đứa con. Rồi Thủy không có nuôi, Thủy để bên bà nội nuôi. Bà nội có đứa bé. Anh giúp thuê nhà hai lần rồi, Thủy đi xuống gần cầu và về Trinh. Chính cho anh ý kiến thôi kìa. Giúp cô mua quần áo đi, giúp cô cho tiền mỗi túi đi. Quần áo lúc trước là chị của em này là cho nguyên cái bao hả? Mười mấy hai chục bộ luôn á, không có đồ. Còn cốt không xài tốt đâu á. Chị có em này cho luôn. Bây giờ Trinh muốn anh giúp em này như thế nào? Thì chú cho tiền cô bỏ túi như con để cho 100, 200, 300 gì đó. Lúc nào có tiền cho được 200, 300, có tiền cho 100, 50 cũng có. Cho cô bỏ túi, dẫn cô đi mua quần áo đi chú. Hồi xưa bây giờ là bây giờ mua một bộ, hai bộ cũng là mua cho cô mặc đi. Cô đây cái tấm đó để em chạy ngủ hả? Trinh có cho nào ngủ không? Chỉ cho em thấy ngủ về. Con ngủ té thằng kia rồi, có chỗ đâu ngủ. Em dây chị em đi về đi trước rồi. Khuyên Thủy cho Thủy nghe. Ê, cô biết, cô Thủy biết là chú cho tiền cô đi, cô tỉnh táo rồi, cô thiếu tiền nên cô bị buồn rầu vậy đó. Chú cô chú không? Về phải xong phải đi nha. Phải. Người ta khổ, người ta thiếu tiền, người ta buồn rầu chứ, chú mà cho tiền nó là đỡ buồn rầu. Nói như phải không? Có tiền lên là đỡ buồn rầu, cô không có đi ăn chơi nhiều đâu, để có tiền cô phải tút cô lên. Cô lo thân cô lên, cô cũng đâu có thời gian đâu ăn chơi như cô chú nói. Sao em không nghĩ là thấy có tiền đi đi đập gạch lại? Không có đâu, đập gạch tới đây là mệt. Giờ có tiền lên là ngưng đập gạch đi. Không ngưng đập gạch thì khỏe bắn lên thì cũng được thời gian, chứ có tiền đi là ngưng. Chứ có tiền đâu có ngưng nấu, nó có buồn hoài à. Không có tiền là cứ buồn hoài. Rồi qua em về em nói với mẹ sao? Tại vì xí anh đi đẹp tới gia đình đẹp, và bây giờ xí vậy đó, con em với mọi người em cũng thôi mà em nè. Dạ đó, anh hỗ trợ cho em mà em không có dựng được gì của anh hết trơn, mà em muốn người em một cơ, con thì, em một cơ. Hồi giờ anh nói nhà em là sao thì nọ, phải gặp với Lạc như vậy thì em sẽ nhà cho em. Người ngày đó sẽ nói mẹ em là lúc đó là em có cơm ăn, là ở 10 ngày được không đi xuống gặp cầu, không đi lang mang ngoài đường, giờ là em sẽ thuê nhà trọ cho em.
thấy khổ rồi chú cho tiền cô đi, bỏ túi để lại cô xài. Cho nó đi đập gạch nó hại nó mệt người. Bây giờ cô mệt, giờ cho tiền cô ăn đi. Đập cho mà đập. Còn làm như ngày nào cô cũng đập, có sức khỏe đập nhiều. Bây giờ cô mệt cho tiền cô bỏ túi đi, cô muốn mua gì cô mua. Rồi cô sẽ khỏe hơn, tươi hơn. Còn cách nào nữa mà giúp chú cho tiền đi. Chú cho tiền là giúp nó, cô muốn mua gì cô mua. Giờ chứ có cách nào, có tiền thôi, có tiền cô đi. Em có cái là em ngồi nói mình giống trên đang chơi trên chơi thị. À, cũng có là hả? Có không? Em chưa tới, chưa tới giai đoạn đó hả? Bước đầu tại sao mà hai đứa vẫn thân nhiều con đường này? Vậy là chú phải gì? Kể đi để cho cô tâm sự mọi người mới biết gì chứ kêu hỏi. Bây giờ hai đứa kể đi sao lại rơi vào cái con đường này? Tại hôm nay hai đứa gặp nhau ở đây. Không kể rồi con quên rồi. Cứ cho tiền cô đi, cứ cho tiền cô bỏ túi đi, cứ dẫn cô đi mua quần áo đi. Chú không chú mặn đó đi cho cô bỏ tiền cô hả? Uống rồi tỉnh lên, nghỉ ngơi rồi khỏe lên. Cô buồn là đúng thể Trinh nói vậy đúng không? Là do không có tiền trang trải điều nên cô bả tệ gì đó, cho đâu có tiền điều là bớt tệ lại vậy thôi. Bả không tệ hả? Em biết Thủy như thế nào không? Là bị cái gì? Không, không biết gì. Con chỉ biết giờ cô về này đưa tiền cho cô. Cô buồn áo, cô tắm rửa sạch sẽ, tắm trắng rồi lên là cô đẹp. Cô có tiền lên là cô hả tươi tắn lên, tôi tỉnh lên. Không có tiền cô ủ rũ lắm. Chú chút cho tiền cô đi, cô nói hoài. Có tiền cô mới tươi lên, mới tỉnh được. Có tiền cô gầu lắm. Kiếp nghèo mà con cũng nghèo, con không có tiền con cũng gầu lắm. Vậy hả? Con cũng thời gian cũng ở khi 3-4 tuần nữa hả, con không thấy thằng cách nào hết trơn á. Con ra ngoài kia kìa, con gặp ông kia, ông đâu bồ, đúng rồi. Bồ khác khách khác, khác, bồ nó ở ngoài, mình ra ngoài mình hờ, mình đi cái mình cũng bị. Ủa, anh thấy em sẽ chở đi đâu rồi được? Đi đâu ngoài đường, chứ con đi ngủ ở đi đâu. Hôm qua chiều anh đi về. Anh gặp em. Con đây em. Mà trời, đi đây mà. Đâm. Nãy Trinh ngồi nói chuyện ai mình nha. Rồi hơn nó mình vui con. Đấy. Đi ơi. Dạ em có nhớ con em không? Đấy. Có nhớ con bé An Nhiên không? Bé này nó có con nó lúc nó đẻ Trinh. Rồi đem đưa cho bà nội giữ rồi. Hiện giờ 5 tháng, bữa nào anh chở Trinh qua thăm con bé đi không? Gần nhà cô Bi luôn. Rồi thăm bé, thăm cô Bi luôn. Rồi sẵn dắt cô Bi đi ăn lẩu luôn. Nghe hai em nói chuyện em. Hai em khuyên bảo nhau câu gì nghe ca. Thủy ơi, anh hỏi nè, anh hỏi thiệt, trả lời thiệt. Có nhớ con An Nhiên không? Không nhớ đúng không? Đúng không? Nhớ là hỏi, hồi gặp anh là hỏi con An Nhiên như thế nào rồi anh vào rồi. Đúng không? Anh nói đúng không? Chỉ có gật đầu thôi chứ đừng có nhìn anh. Bây giờ anh hỏi đúng hay không đúng, anh vào nói vậy không đúng. Em nhớ con hay thế nào đó. Anh nói thì em có nhớ con bé không?
Chừng nào em nhớ con em hay nhớ mẹ em mới sửa đổi được. Thôi thì ông nói là chấm thúc clip nha. Em nghĩ thì sao? Cứ giúp cô một ít đi chứ đừng nói vậy, cô bỏ chưa có bỏ được. Cứ giúp cô một ít đi. Dạ, dạ giúp đó, đưa nó vô vô trung tâm giống em Phú Nghĩa hồi xưa được. Chưa chắc đâu bỏ không, ở cô vậy thì như có nhiều người ta đi về cho nó có bỏ. Vậy hả? Tại người ta khổ quá, người ta không có tiền, người ta ấy nó không đi đâu, chứ phải là vô trong đó giờ là bỏ đâu. Bây giờ đưa vô Phú Nghĩa thì được. Khuyên cô vô Phú Nghĩa đi. Về tới nhiều khi người ta buồn, người ta cho liền. Nó cứ cô khổ giúp cô ít đi. Cô tiền bỏ túi đi, cô mua thì nó không mua. Tính tiền nước đi cô ơi. Nghe lời Trinh nha. Anh nghe lời Trinh, bây giờ Trinh cầm tiền cho Thủy giùm anh mà lần sau. Lần sau mà Thủy nó hư anh gặp nó quýnh đòn đó. Nè đó chị ơi, nè anh cho tiền em ăn uống nha, để em suy nghĩ lại nha. Mình phải sửa đổi từ từ nha. Cái này anh giúp em là để cho em có ăn uống, ta tới em đi làm da chai. Xin đồ ăn người ta. Hôm nay anh giúp là anh đưa cái này là anh nói thẳng là cho em để anh mua đồ ăn, sử dụng cái tiền này đúng mục đích. Nè. Vậy được không Trinh? Được, cho nữa. Cho nữa. Chứ cho nữa, cho có tiền tài, nữa là phải, em không chút nữa. Con đang lo tiền, có gầu tiền, cái ông có chuyện khổ như con. Con nữa đi chơi, nữa đi chút. Ở đây cho em chút đi. Không, anh sẽ gặp lại Thủy một hai ngày nữa, anh thấy có thay đổi anh sẽ cho nữa. Còn không có thay đổi là thấy là cũng như là anh giúp Thủy hai ba bữa ăn. Còn thấy mà cái thằng sắt đó có tiến triển là anh gặp cho nữa để có tiền ăn tiếp. Còn có là Thủy tự bơi nha, đúng không Trinh? Anh nói vậy đúng không? Anh cho là nó xuống gầm cầu. Anh biết mà, anh đã giúp đỡ bao nhiêu lần. Hôm nay thì có Trinh nói như vậy, anh nghe là Trinh thử một lần. Thì thôi nha, anh nghe là Trinh, tạm nghe là Trinh. Trinh lên đây làm cố vấn cho anh hả?